Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu hay giữa Lại Liên Quân Việt Nam và Nguyễn Minh Nhật Quang. Trận đấu này diễn ra trưa hôm nay 23 tháng 8 2022. Trận này thì Nguyễn Minh Nhật Quang cầm đỏ lên tiền, còn Lại Liên Quân cầm đen đấu hậu. Trận đấu rất là hấp dẫn mà bạn thích.将军。
将军。将军。Xe 5 bình 3 trên đây thì Nguyễn Minh Nhật Quang cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua sớm. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.